Chào mừng tất cả quý con nông dân mình nha. Thì hôm nay thì Nam cũng đang xuống thăm cái vườn mít của ông anh. Thì hiện tại giờ thì mít đã đang phát triển rất là ok. Quý con nông dân mình thấy là hiện tại giờ thì nguyên cái vườn mít của anh là mấy ngàn gốc. Thì nói chung là về cái bộ lá thì mức cược luôn quý con ơi. Thì ảnh có xịt dưỡng đọt là giọt đọt mít nè, chai bung đọt mít, rồi cái chai Amino Combi 79, thuốc sâu với cái hàng gói bo canxi magie kẽm để tăng cường vô, để tăng cường cái vi lượng vô, để giúp cho cái bộ lá nó xanh, nó dày, nó bóng. Như quý con nông dân mình thấy không, khi mà trời nắng mà cái lá mà nó chiếu nó bóng vậy luôn nè, là do anh xịt cái thằng Amino Combi 79 đó quý con. Lá nó xanh, nó dày, nó bóng luôn chưa. Rồi cái thứ hai nữa là gì, khi mà mình mua cái cây giống gì á, quý con nông dân mình mua những cái cây mà gọi là cây giống mà nó bự á, gốc nó bự á, gốc kép á, thì sau này nó sẽ có một cái trường hợp giống gì. Thì bà con nông dân nào mà đang trồng hay gì đó nên lưu ý về cái vấn đề là gì. Đây nè, cái này nè, đó, nó còn dư lên gì nè, là cái trường hợp này á, là nếu mà trường hợp mà để kiểu này hoài á, thì cái cây này nó sẽ không có liền với cái gốc ghép nha quý con. Thì khi mà cây bự quá thì bắt đầu á, mình lấy cây cưa mình đi cưa bỏ này, hoặc là mình chờ nó mục thì nó lâu lắm. Cái này nè, mục lâu lắm, bởi vì ra gì, khi mà lựa chọn cây giống chúng ta mua đừng mua cây bự quá cũng không tốt đâu đó. Chứ bây giờ nếu mà trường hợp chờ thằng này nó mục đi thì rất là lâu. Gốc nè, gốc nào gốc lấy chà bá không, nhưng mà gốc bự á, thì nó cũng có cái lợi và cũng có cái hại. Thì cái này nè, khi mà nó mục á, nó không có mục nè, phải không, lâu quá nó không mục thì cái bo nè quý con nông dân thấy không, nó không có liền nè với gốc ghép nè, thì dẫn đến tình trạng là cây của chúng ta nhiều khi nó sẽ bị nghiêng qua một cái chiều hướng nào đó bên đó. Thì bây giờ bắt buộc là chúng ta phải lấy cây cưa để sứa vào cái gốc ghép này nè, đó, sứa bỏ cái cùi này nè ngay chỗ vị trí này nè, đặng cho cái bo và cái gốc ghép nó sẽ liền với nhau đó. Còn về dinh dưỡng á, thì dinh dưỡng thì chúng ta sẽ định kỳ khoảng một tháng ngoài chúng ta sẽ rải phân hữu cơ 007, quả cầu lửa 007 cộng với cái bu mát xa băng, cộng thêm thằng 20-20-15 để chúng ta rải. Thì ở đây thì cái bạc bờ là nó hơi bự đó quý con, thì thành ra là ảnh cũng xẻ ba cái mương này, thấy không, xẻ nhỏ nè để cho nó thoát nước xuống cái mương đó. Rồi đất này thì tận dụng ốp vô cái cây mít luôn nè, cái gốc mít luôn. Ồ, lá nó bóng rồi quý con, cây mít mà lá nó bóng lưỡng không. Khi mà về định kỳ thì mình cứ rải phân định kỳ khoảng một tháng 10 ngày, tháng 15 ngày đó mình sẽ rải phân cho cái vườn lần, cho cái cây mít lần, để giúp cho gì, cho nó tăng cái dùng dinh dưỡng lên, để giúp cho cây chúng ta nó sẽ phát triển nhanh lên. Thì khi mà dinh dưỡng nó đầy đủ thì cây nó sẽ phát triển rất là nhanh về thân cành, và nó phát triển luôn cả thậm chí cái bộ lá luôn nha quý con. Còn phun thì phun dưỡng đọt, thì ở đây thì ảnh sẽ 10 ngày sẽ phun một lần dưỡng đọt để cho nó có bộ lá nó được dày, nó xanh. Thì khi mà bộ lá nó đầy đủ, nó quang hợp đầy đủ cái lượng ánh nắng này nè, thì cái cây của chúng ta nó sẽ cũng nhanh phát triển lắm quý con. Khi mà bộ lá này đủ rồi đúng không, cây nó cũng nhanh lắm đó. Thì giai đoạn này thì Nam sẽ chưa cho ảnh làm cây mít lùng đâu, để tại vì cây này thì nó cũng mấy tháng à, thì để cho nó bự hơn chút nữa thì Nam sẽ tiến hành là cho ảnh làm cây mít lùng. Đây là cái biểu hiện, này là biểu hiện của cái lá này nè quý con, để mình quay cho quý con nông dân mình xem nè. Cái lá này biểu hiện của nhện đỏ nè, đây nhìn đỏ nó gây hại nè, đây cái lá gì nè, nhìn đỏ nó gây hại nè. Nhìn đỏ nó gây hại là cái lá nó có màu nâu bầm đỏ này nè, và hiện tại giờ là nó có những cái màng trắng luôn đó. Đây là cái biểu hiện của nhìn đỏ gây hại trên cái lá mít của chúng ta. Đây cái lá này, lá gì nhìn đỏ nó gây hại nè.
Vườn này thì chặn vừa rồi bị nhện đỏ hơi nhiều, mà ở nay hết rồi. Nay nó hình thành ra những cặp lá mới là nó hết rồi nè quý con. Thì thành ra là mình ngưng xịt, không có xịt nhện đỏ nữa. Lá mứt được không? Nữa mình sẽ cho anh làm cái mít lùng á, nữa cắt đọt, nữa cắt đọt hạ tàn nó xuống để làm cái mít lùng hết toàn bộ luôn. Xanh vàng không? Lá nè, thì cứ định kỳ mình sẽ rải phân, định kỳ thì phun dưỡng đọt nha quý con. Thì về kích rễ thì cứ tầm khoảng là cây lớn thì tầm khoảng nửa tháng 20 ngày mình cứ kích rễ một lần. Kích rễ thì mình có thể mình dùng xô, xô gieo humic nè, cộng với ca cu kẽm để mình tưới cho nó phẻ cái bộ rễ lên. Cây thì nói chung là thứ nhất là về cái bộ rễ, cái thứ hai là về bộ lá. Nếu bộ rễ phẻ, bộ lá đầy đủ thì cây nó sẽ phát triển rất là nhanh. À, mặt bờ là ngon lành không? À, làm cỏ sạch bon luôn mà. Cỏ mà làm nè, sủi cái gốc không nè, mặt bờ sạch bon luôn. Thấy giờ mua gốc bự là nó sẽ, sau này nó sẽ gặp trường hợp này. À, phải lấy cưa nè, chứ mục lâu lắm, chờ nó mục lâu lắm. Thì khi mà cưa rồi bắt đầu cái bo này nó sẽ ăn liền với cái gốc, thì cây nó sẽ phát triển rất là nhanh. Còn trường hợp mà mua cây bự thì nó sẽ lâu mục lắm, lâu mục ngay chỗ cái gốc ghép đó quý con. Vậy á hả? Thấy không? Nè, lâu mục dữ lắm, lâu mục luôn. Nữa cho đi lấy cây sứa cưa hết luôn. Làm nông nè, thấy chưa? À. Cho lên YouTube của anh luôn. 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu á mọi người. 18 hả? Trời ơi, bậy bạ không. Vậy sao? Trời ơi, clip này là lên là nhiều người xem lắm mà. Đặc biệt là gái xem nhiều nhất. Vậy đâu có tới vậy? Chưa đâu. Nè, bắt đầu nè nha. Anh em miền Tây thấy không? Đó, ghê ghê không? Ở đây là miền Tây, anh em thấy không? Dục không à? Đó, múc xình lên nè. Đồ dục nè. À, xít này nha, bắt đầu xít này nha. 1, 2, 3. Đó. Ghê ghê ghê. Mít tơ. Xin lè không, nó lá là gì cui luôn à. Thôi đen dừa thôi, đen quá dư đạm. Bông lửa ngồi rồi con. Thôi, Nam kết thúc video nha mọi người.